Mình đã từng chia sẻ rất nhiều với các bạn rằng những hãng máy tính bảng Android ở thị trường Việt Nam đang dần dần rơi bỏ cuộc chơi Nhưng điều này đã thay đổi từ những năm 2021 và đến tận bây giờ là 2022 Chúng ta đang có quá là nhiều những sản phẩm máy tính bảng Android tuyệt vời Và không chỉ là những cái sản phẩm bán chính hãng Hiện tại mình đã muốn nhắc đến cho các bạn một chiếc máy tính bảng sách tay Không có gì để chê trong phân khúc giá dưới 4 triệu đồng Chữ gì nhỉ? À! <laughs> Selsin Pet 2022 với con chip là Snapdragon 680. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Vlog. Ok, à, cái sản phẩm này thì mình mượn thẳng đến từ anh em Micom. Lúc mà anh Phong ở bên Micom nói với mình là cái con máy tính bảng này chỉ có mức giá là khoảng 4 triệu đồng thôi, thì mình cũng khá là sốc và mình nghĩ rằng chắc là lại mấy cái con máy tính bảng vỡ vẩn. Thế nhưng mà. Mình đã phải suy nghĩ lại một chút Bởi vì rõ ràng đây là một cái sản phẩm máy tính bảng tuyệt vời Mà mình nghĩ rằng các bạn cần phải suy nghĩ rất là kỹ Nếu như các bạn muốn mua những cái sản phẩm iPad cũ nha Theo như thằng IM Bùi Thành của mình có chia sẻ Thì là cái phiên bản này ở thị trường quốc tế Nó sẽ mang tên là con iPad um, M10 Plus Tuy nhiên, đây là phiên bản chỉ có mức giá là khoảng 4 triệu thôi và cái mức giá này thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo ở Micom. Những cái đường link đến Micom để các bạn có thể tham khảo những sản phẩm tương tự như thế này, sách tay cực kỳ ngon mình sẽ để ở trong phần mô tả. Đừng quên nha, ở trong thời tiết nóng nực của mùa hè như thế này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái ứng dụng dịch vụ ship hàng. Ví dụ như Low Ship chẳng hạn, Chờ hết, chúng ta có thể là đặt đồ ăn miễn phí ngày nào cũng có voucher free ship đồ ăn. Đừng quên tải lô ship ở trên cả hai nền tảng App Store và Play Store hoàn toàn miễn phí. Ok, quay trở lại với chiếc Celsin Pad 2022. Hay chúng ta biết đến cái tên quốc tế là Lenovo Pass gì đấy? Mình không biết, con này hình như chưa có quốc tế đâu. Thì các bạn đều thấy rằng là mình phải công nhận với các bạn nó quá đẹp luôn. Nếu các bạn so sánh với một vài cái sản phẩm máy tính bảng chính hãng khác ví dụ như là Xiaomi Pad 5 chẳng hạn thì mình vẫn tin rằng đây là một con máy tính bảng nó đi trước Xiaomi Pad 5 một bước về cái mặt là hoàn thiện ngoại hình. Ở phía lưng chúng ta sẽ có một cái phần giải nhựa thế này là anten và ở phía dưới chúng ta sẽ có một phần được làm hoàn toàn bằng kim loại. Cái phần nhựa này là phần nhựa nhám nó không chỉ đẹp mà nó còn mang lại chúng ta một cái điểm nhấn cực kỳ tốt ở phía mặt lưng. Nhưng cái điểm mà mình muốn nói đến đây là gì ạ? Đây các bạn thấy cái phần viền màn hình của chúng ta nó cực kỳ cực kỳ chắc chắn và ăn khớp với cái phần viền Nếu như các bạn trải nghiệm ở trên những cái màn hình như là Xiaomi Pad 5 chẳng hạn Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái phần màn hình nó nhô lên một chút Nó không khác gì những cái sản phẩm điện thoại smartphone giá rẻ cả Thì cái ngôn ngữ thiết kế đây nó cực kỳ rõ ràng, rành mạch luôn Nó không có quá là nhiều những điểm nhô lên Và nó làm cho mình có một cảm giác là mình đang cầm một cái sản phẩm vô cùng nguyên khối Chúng ta sẽ có một màn hình 10,6 inch và theo như mình thấy rằng cái tỷ lệ này nó sẽ hơi dài một chút Tuy nhiên là các bạn hoàn toàn để cầm thoải mái sử dụng bằng một tay cũng được, hai tay thì tùy Hoặc là các bạn sử dụng những cái ứng dụng mà các bạn yêu cầu phải để dọc, ví dụ như là TikTok hay đơn giản là các bạn lướt Facebook chẳng hạn Thì cái tỷ lệ màn hình dài này hoàn toàn hay đáp ứng được cho các bạn tốt những cái khả năng vuốt trượt như thế này Với màn hình 10,6 inch như thế này thì ở trên cái hộp của sản phẩm cũng có ghi rõ đây là màn hình TDDI LCD mình không biết là so sánh với cả IPS LCD hay là PLS LCD thì như thế nào nhưng cá như mình thấy đây cũng là một cái màn hình nó bình thường thôi nó không có quá là nhiều những cái điểm sáng lắm tất nhiên là về độ sáng các bạn mang ra ngoài trời thì vẫn là ổn hay như là về độ phân giải thì mặc dù các bạn sẽ thấy nó hơi rỗ một chút ở những cái phần à, biểu tượng này bo cong này vẫn có những hiện tượng là hơi răng cưa nhẹ thế nhưng mà nếu các bạn trải nghiệm một cách bình thường thì mình thấy đây vẫn không phải là một cái màn hình tệ có lẽ nó sẽ chỉ yếu hơn một chút so với những cái phiên bản iPad mini 4 hay là iPad Air 2 cũ mà thôi chứ còn bản thân nó vẫn là một màn hình đẹp vừa đủ cho quá trình các bạn sử dụng điểm yếu của các màn hình này đó là nó chỉ có tần số quét là 60 hz thôi và lát nữa chúng ta sẽ nói thêm về những vấn đề như thế này nhưng rõ ràng là mình cảm thấy lenovo vẫn chưa tối ưu được tốt con chip snapdragon 680 mà mình muốn nói ngay sau đây 680 sẽ là một con chip mà các bạn hoàn toàn có thể tìm thấy ở trên những sản phẩm điện thoại mức giá là khoảng 5-6 triệu đồng Nhưng với một sản phẩm tablet như thế này thì đa phần nha các bạn mua chính hãng mấy con kiểu Nokia T20 hay là mấy con Tab A8 thì đều là những cái sản phẩm chip MediaTek hay là chip Unisoc mà thôi. Ở đây chúng ta có chip Snapdragon và điều này tương tự với việc là các bạn sẽ có một khả năng tối ưu game tốt. Cá nhân mình cũng đã có trải nghiệm PUBG Mobile cũng như là Liên Quân Mobile trên đây. Genshin Impact hôm nay đang lỗi server mình không có vào được. Thế nhưng với cái tự game Liên Quân Mobile thì các bạn yên tâm không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì, bởi vì mình hoàn toàn có thể trải nghiệm cực kỳ tốt 60 FPS với cái độ phân giải tốt gần nhất chưa được tốt nhất đâu các bạn và nó sẽ có một cái vấn đề đấy là khi các bạn trải nghiệm ở trên cái màn hình 10,6 inch như thế này đơn giản là nhà sản xuất không cho các bạn được render lên cái độ phân giải cao thế nên là các bạn thấy là những cái con tướng hay là những cái hình ảnh ở trong game nó vẫn sẽ hơi hiện tượng là bị răng cưa một chút nhưng không vấn đề gì cả à, nếu với những cái tựa game mobile như thế thì các bạn chỉ cần đơn giản là mượt mà ổn định là được. Tuy nhiên những cái vấn đề liên quan đến render, độ phân giải cao thì nó lại ảnh hưởng khá là nhiều đến với những tựa game bắn súng như kiểu là PUBG Mobile chẳng hạn. Với con chip Snapdragon 680 như thế này thì cái tựa game PUBG của mình chỉ lên được là khoảng 30fps mà thôi. Mặc dù nó chạy ổn định thế nhưng mà mình vẫn mong chờ là những cái phần giang cưa nó bị bớt đi để mình có thể nhìn rõ những cái quân địch hơn với màn hình 10.6 inch như thế này. Bản thân mình thì không thực sự khuyến khích các bạn chơi PUBG trên đây. Thế nhưng mà với mức giá như thế này thì có lẽ nó là một trong những con máy duy nhất có thể chơi tốt PUBG như thế này uh, nếu mà mình chấm sâu hơn về những cái số điểm thì các bạn sẽ thấy rằng điểm Antutu Benchmark Nó rơi vào là khoảng 257.000 điểm đây không phải là số điểm quá cao nhưng rõ ràng nó hoàn toàn có thể đáp ứng tốt những cái nhu cầu giải trí cơ bản của các bạn kèm theo đó là chúng ta sẽ có một cái viên pin là 7.500 mAh được chúng ta sẽ có đầy đủ sạc cáp kèm ở bên trong hộp như thế này theo như cá nhân mình trải nghiệm cái viên pin 7 mAh như thế này thì với cái tựa game là liên mobile mình chơi trong cái thời gian là khoảng 25 phút nó tiêu tốn là khoảng 9% còn tựa game pubg mobile mình chơi trong khoảng là 40 đến 50 phút thì nó tiêu tốn là khoảng 20% thì rõ ràng đây là con số vừa đủ cho những cái tác vụ gaming nó không khác gì những cái sản phẩm smartphone có cái viên pin 4000, 5000 mAh giờ cả thì các bạn cứ yên tâm về khả năng gaming cũng như là trải nghiệm về thời lượng pin sử dụng ở trên con máy này chưa hết chúng ta sẽ có loa với âm thanh là Dolby Atmos ở đây sẽ là loa đôi các bạn nha mình chỉ hơi tiếc một chút là hai cái loa này nó được đặt ở phía bên dưới tay thế nên là khi các bạn trải nghiệm gaming thì mình cảm thấy rằng nó sẽ hơi bị bít loa một chút nhẹ thế thôi vậy thì đâu là cái điểm mà các bạn cần phải thật sự lưu ý với chiếc máy này phần mềm Bản thân mình đã nói ngay từ đầu là con màn hình này nó không hỗ trợ 90 hẹt 60 hẹt ở trên đây là ổn Nhưng mà cái 60 hẹt này nó khiến cho mình cảm thấy giật lắc kinh khủng luôn Và điều này là nó nằm hẳn ở phía phần mềm Các bạn thấy này, vuốt qua vuốt lại Mặc dù mình chỉ để 30 fps với cái video này thôi Nhưng các bạn cũng thấy rất rõ rằng là nó không thực sự quá mượt mà Chưa hết Các bạn hiểu rồi chứ, không thực sự quá mượt mà vuốt ra vuốt vào thường xuyên có những cái vấn đề lỗi vặt lác vặt như thế này mình đã làm demo cực kỳ rõ cho các bạn ở trên màn hình như thế này rồi thậm chí khi mà mình vuốt control center xuống này thì các bạn thấy là nó cũng không thực sự là mượt mà và khi mà mình quay vào những cái tự ứng dụng như thế này thì các bạn thấy rằng là vuốt lên vuốt xuống lướt facebook nó vẫn có một cái độ gì đấy là khựng giật giật nhẹ mà mình không cảm thấy thoải mái một trăm phần trăm hết chúng ta sẽ có một camera chính và một camera selfie đầy đủ để các bạn có thể làm những cái tác vụ như là hội họp. Và bản thân những cái camera này thì cũng sẽ có đầy đủ những cái uh, phần mềm như là scanner để các bạn có thể scan tài liệu nhưng cá nhân mình thấy rằng cái camera trên đây chỉ là camera chống mù mà thôi. Được một cái, ở trên đây chúng ta sẽ có một chức năng mang tên là PC mode. Đó và với cái PC mode như thế này thì chúng ta sẽ có thể dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc nó đa nhiệm một cách tốt hơn Thế nên là bạn nào mà sử dụng uh, nhiều ứng dụng một lúc ấy, Làm nhiều tác vụ của một lúc đa nhiệm Thì mình nghĩ là các bạn chuyển qua chế độ PC mode như thế này Thì nó cũng sẽ làm tốt hơn cái việc là các bạn sử dụng Android mode cơ bản Ok, chê là vậy thôi Nhưng các bạn quay trở lại mức giá của nó đi ạ 4 triệu đồng cho một con máy tính bảng như thế này thì chúng ta còn gì để chê nữa các bạn Đây sẽ là một trong những con máy tính bảng tốt nhất ở thời điểm hiện tại Nhưng mà tất nhiên nó vẫn còn một điểm yếu Đó là nó chỉ là hàng sách tay đó các bạn nha Và chưa hết này Hiện tại mình vẫn chưa cài được Google Play vào đây uh, Play Service không thực sự hoạt động tốt Nên là mình phải tải APK bên ngoài về Để có thể sử dụng những tựa game khác nhau Thế nên rằng mình mong là trong tương lai Chúng ta sẽ sớm có unlock bootloader Để chúng ta có thể cài ROM quốc tế lên đây Nhưng ở thời điểm hiện tại Thì các bạn vẫn sẽ phải đánh đổi mà thôi Thế nhưng Mình nhắc lại nha 4 triệu đồng Có gì để chê